chỉ sứ, tức là chỉ đang phải làm trong nghị quyết của đại hội đảng của tỉnh đó, thì cũng là cố gắng cái này là phải thúc đẩy về những cái căn cứ đất vàng, những cái di tích mạnh lên. Trước giờ chúng ta làm thế, giờ quay lại tiến tới là cái một là phát triển cái khu đặc khu quốc. Cảm ơn tất cả các anh em nghệ sĩ rồi nói về đây, người tham quan, người sáng tác thì có nhờ những gì đó. Thì chỗ đường đây có nhiều bài hát, nhiều cái tác phẩm hơn. Sơn hòn đất Kiên Giang ai cũng thương yêu chị Tư Phùng, người con gái anh hùng quê Tri Tôn Ba Chúc An Giang. Năm năm mươi phiêu bạt bần hàn, tuổi 13 đến đất Bình Sơn. Phan Thị Giang chính là chị sứ khi phanh liệt oanh, 25 tuổi đời con gái xuân xanh, mái tóc dài chưa sen thề vội đứt, máu hờn cắm phun đỏ ánh mặt trời. Cây xoài còn kia bao mùa cho trái, đời người con gái nhu nụ đơm đã đi qua cái thời oanh liệt, sắt son khí tiết bia thạt ngàn đời. Chỉ sứ anh hùng người sáng chiến công, thổ sơn hòn đất Kiên Giang ai cũng thương yêu chị Tư Phùng, người con gái anh hùng quê Tri Tôn Ba Chúc An Giang. Năm năm mươi phiêu bạt bần hàn, tuổi 13 đến đất Bình Sơn. Phan Thị Giang chính là chị sứ khi phanh liệt oanh, 25 tuổi đời con gái xuân xanh, mái tóc dài chưa sen thề vội đứt, máu hờn cắm phun đỏ ánh mặt trời. Cây xoài còn kia bao mùa cho trái, đời người con gái nhu nụ đơm chị đã đi qua cái thời oanh liệt, sắt son khí tiết bia thạc ngàn đời. Chỉ sứ anh hùng người sáng